Chào các bạn, mình là Didu, rất vui được gặp lại các bạn trong một cái chủ đề tiếp theo mình chia sẻ về máy đọc sách. Và trên tay của mình đang là chiếc Books Panma. Kể từ hơn 2 tháng nay thì đây là cái máy đọc sách mình sử dụng hàng ngày. Thậm chí là trước khi nó ra mắt cơ thì mình đã có nó để mình sử dụng rồi. Đây là video mình sẽ đánh giá chi tiết về Books Panma. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế nha. Thì đây là một chiếc máy đọc sách với màn hình là 6,13 inch, tức là nó tương tự như là iPhone 13, 14 hay là iPhone 15. Và thậm chí là so với chiếc iPhone 15 Pro mình đang cầm ở trên tay đây thì nó còn nhẹ hơn cơ, nó nhẹ hơn khá nhiều. Mình nghĩ là trọng lượng nó sẽ tương đương với lại iPhone 14 hoặc là iPhone 15. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có một mặt sau được làm sần và rất khó bám vân tay cũng như là khó xước. Trong quá trình sử dụng của mình thì mình không dùng ốp cho cái máy này và các bạn thấy là nó không hề bị xước một chút nào cả ở cả mặt lưng cũng như là các phần viền xung quanh. Cái hoàn thiện của Books Panma rất là cứng cáp, mình đánh giá nó ngang bằng với lại những sản phẩm khác của Onyx trong năm 2023. Tóm lại thì Books Panma là một chiếc máy nhỏ, gọn và nhẹ để chúng ta có thể sử dụng bằng một tay để đọc trong thời gian dài. Khi mà bật màn hình lên thì các bạn sẽ thấy một cái giao diện khá là khác lạ so với lại những chiếc máy của Books mà mình đã từng trên tay trước đây, bởi vì nó có một cái màn hình tỷ lệ dạng thanh giống như là điện thoại mà, cho nên là Books cũng phải thiết kế lại những cái biểu tượng và những cái giao diện này để cho nó phù hợp hơn. Chúng ta thấy nó rất giống với là một chiếc điện thoại Android với các biểu tượng ứng dụng ở đây, cũng như là khi mà vuốt qua trái qua phải thì chúng ta sẽ qua các trang ứng dụng, và dĩ nhiên rồi chúng ta có thể thêm những widget vào trên màn hình như thế này. Đây là một máy đọc sách chạy hệ điều hành Android và nó có Google Play Store được cài sẵn. Với kho ứng dụng Play Store cũng như hệ điều hành Android thì mình có thể cài tất cả những ứng dụng vào đây để mình sử dụng với nó, không chỉ là đọc sách đâu. Các bạn thấy là mình đang có Facebook, mình đang có Chrome, Reddit hay là một ứng dụng để mình đọc truyện tranh cũng như là Kindle. Thì bây giờ mình có thể sử dụng cái máy này cho tất cả những nhu cầu cũng như là những cái tác vụ đọc của mình mà mình không sử dụng iPhone nữa. Ví dụ như là Reddit ở đây, thì đây là một cái mạng xã hội mình rất là thích để mình lên mình tìm hiểu cũng như mình đọc với các chủ đề mình quan tâm. Thì bây giờ mình có thể đọc nó như là mình đọc sách rồi, tức là một màn hình đen trắng và đọc lâu không bị mỏi mắt. Cũng giống như những sản phẩm khác của Onyx thì Panma cũng có chế độ để cho chúng ta điều chỉnh cái màn hình ghi hình này. Ví dụ như khi mình duyệt web bằng Chrome hay là mình vào Reddit thì có thể những cái chữ nó sẽ bị hơi mờ đi một chút, thì thông qua cái tính năng này mình có thể làm đậm chữ lên, mình tăng độ tương phản lên để cho một trải nghiệm tốt hơn. Không chỉ vậy đâu mà cái hiệu năng của máy này còn rất là tốt nữa. Panma là một cái đọc sách với cấu hình phần cứng rất là mạnh mẽ như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây. Nhờ cái việc được trang bị một cấu hình rất mạnh như này cho nên là những cái thao tác các bạn đang nhìn thấy mình làm, đó là vuốt cũng như là gõ bàn phím hoặc là chuyển trang vân vân, nó tương tự như là một cái smartphone vậy. Và lần đầu tiên mình sử dụng cái máy này thì mình không nghĩ nữa là một cái máy đọc sách với màn hình e-ink cơ. Mọi cái thao tác của mình bây giờ nó mượt mà và nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị khựng lại và nó không cho cảm giác đây là một chiếc máy chậm. Panma có một nút chức năng ở bên trái đây, nó giống như cái iPhone 15 Pro của mình. Tuy nhiên khác với iPhone thì mình chỉ gắn được một chức năng, ở đây mình có thể gắn được 3 chức năng cho nó. Nhờ cái nút cứng này mà mình có thể sử dụng những cái tính năng mà mình không phải vuốt lên trên mình cảm ứng trong quá trình mình đọc hoặc là mình sử dụng. Về chất lượng hiển thị và tấm nền thì Panma được trang bị cái tấm nền E-Ink Kata 1200 với độ phân giải là 300 dpi. Đó là một cái tấm nền cao cấp ở trên thế giới máy đọc sách. Và thực tế thì cái máy này rất là đẹp, mọi nội dung được hiển thị sắc nét, độ tương phản cao và rất là trong. Khi mà mình so sánh Panma với cái Leaf 2 của mình, cả hai đều tắt đèn nền đi ấy, thì nó tương đương nhau về chất lượng. Nhưng mà khi bật đèn nền lên thì nó đẹp hơn rất là nhiều so với Leaf 2. Mình thực sự ấn tượng với cái tấm nền cũng như là cách mà Onyx làm cái Panma này. Không chỉ là có đèn trắng, đèn vàng để chúng ta đọc ban đêm đâu, mà Panma cũng có cảm biến, nó tự động nó điều chỉnh những cái đèn đó cho chúng ta. Và nó điều chỉnh một cách rất là nhạy nha. Nó tương tự như trên smartphone vậy. Tức là khi mà mình tắt đèn đi thì ngay lập tức nó sẽ bật cái đèn trắng và đèn vàng lên. Còn khi mà ánh sáng môi trường nó đủ thì nó sẽ tắt hai cái đèn đó đi. Và mình đang để cái này hoàn toàn tự động, hầu như là mình không phải can thiệp đến cái đèn nền của máy. Nhìn chung thì đây là một trong số ít những cái máy đọc sách mà có tấm nền hiển thị đẹp như vậy mà mình từng trên tay. Về pin thì cũng giống như là những cái máy đọc sách khác mà mình từng trải nghiệm thôi, nó có pin rất là dài và mình khá ấn tượng với pin ở trên Panma, đặc biệt là khi mà mình sử dụng những ứng dụng mà cần internet, ví dụ như là Facebook hay là Chrome chẳng hạn, thì nó cũng không gây tốn quá nhiều pin cho cái máy này. Với ước tính của mình thì cả đọc sách cũng như là sử dụng ứng dụng và internet thì cái máy này nó sẽ được khoảng 2 hoặc là 3 tuần gì đó với lại cái thói quen sử dụng của mình. Như vậy thì mình đánh giá đây là một cái máy đọc sách có thời lượng pin tốt. Tóm lại thì Books Panma dành cho ai? Dĩ nhiên nó dành cho những người đọc sách cần tính di động cao, họ cần một cái máy đọc sách với màn hình chất lượng cao để họ có thể đọc mọi lúc, mọi nơi, họ đang di chuyển, họ ở nhà hoặc là họ đi làm. Vậy thì có thể sử dụng Panma như là cái máy đọc sách duy nhất được không? Câu trả lời của mình có lẽ là có, tức là chúng ta chỉ cần duy nhất một cái máy này để đọc khi đi chơi, khi đi làm, khi ở nhà hoặc trước khi đi ngủ. Tuy nhiên sẽ có một số hạn chế so với lại những cái máy đọc sách với màn hình vuông và kích thước to. Panma là một cái máy đọc sách dạng thanh như thế này cho nên là chúng ta sẽ phải di chuyển mắt nhiều hơn cả về chiều ngang cũng như là chiều dọc khi chúng ta đọc sách với cái máy này. Vì thế khi mà đọc trong thời gian dài, có thể chúng ta sẽ phải di chuyển mắt nhiều hơn và có thể chúng ta sẽ mỏi mắt hoặc là hơi khó chịu so với lại những cái máy đọc sách với màn hình to hơn. Đó là cái mà chúng ta phải đánh đổi cho một cái thiết kế gọn như thế này. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta trang bị một cái máy như thế này và một chiếc như Leaf 2 chẳng hạn thì quá tuyệt vời và hoàn hảo cho cái nhu cầu đọc sách.
Ngoài ra với một thiết kế dạng thanh thì mình thấy rằng khi đọc sách chúng ta chuyển trang theo chiều dọc nó sẽ dễ hơn là chuyển trang theo chiều ngang. Tức là trên những máy đọc sách thì chúng ta sẽ dùng tay vuốt qua trái qua phải để chuyển trang, nhưng mà với Palma này thì nó hỗ trợ cả 4 chiều. Vì thế mình thường xuyên mình chuyển trang bằng cách vuốt lên và vuốt xuống, nó sẽ dễ và nó tiện hơn là vuốt ngang. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng thể sử dụng cái nút âm lượng này để chuyển trang rồi. Cuối cùng thì Palma gần có thể thay thế được chiếc điện thoại trừ hai yếu tố. Đầu tiên đó là một màn hình màu, thứ hai đó là khe SIM. Nhiều người mong chờ Palma sẽ có một cái màn hình in màu, nhưng với mình một thiết bị in đen trắng là đủ. Còn về khe SIM, nhiều người cũng mong chờ cái máy này có SIM để họ có thể sử dụng 4G, họ có thể lướt internet trong quá trình sử dụng. Đó có thể là tính năng sẽ được Onyx trang bị ở thế hệ 2, nhưng với thế hệ 1 như thế này, mình hoàn toàn hài lòng với cái trải nghiệm của mình. Hiện tại mình thấy Akishop đang bán cái Palma này với giá là 7.590.000. Đó là một mức giá khá cao cho một chiếc máy đọc sách và màn hình in, đặc biệt là những người mua lần đầu tiên và với một chiếc máy nhỏ gọn như thế này. Tuy nhiên đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái máy đọc sách với cấu hình cực cao, một trải nghiệm tuyệt vời, phần cứng hoàn thiện tốt, cũng như là một phần mềm mạnh mẽ để chúng ta có thể sử dụng nó gần như là một chiếc điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái bài đánh giá chi tiết của mình về Books Palma. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo mình chia sẻ về máy đọc sách.